tiền tôi đi xây một cái bán cái nhà có 220, mua đất 140 rồi xây nhà 100, không có lấy gì vào làm đâu, bán nhà nhà kinh doanh 220, đúng là con mình bây giờ sao nó mất mai em biết rồi, mai em phải làm cái gì đấy, con nó sửa nhà nó sửa thôi hết rồi, không ai hết, đất đẹp nhà này mưa vui lắm. Về nhá, các bác nó kéo vào ăn cơm, không kịp thay quần áo, ăn cơm xong rồi ra mộ, xong đi lễ. Bố này mộ lại còn sang mẹ cháu đâu, xong là cứ chạy vô. Đây là sang mẹ cháu trước, có sang nhà ai ở đâu. Bây giờ là đi ô tô về hay là đi xe máy? Không, mai em mới về cơ, mai đi tô khách về. Em đi ô tô, về ô tô khách nhà, nhà số thành về đấy chứ. Đi xe xe về. Cửa làng đi có đông không? Đi đông đông, đông đó, chật hết đó. Ông ngồi kia đâu, ngồi xe thích lắm. Thế à, xe thuốc say luôn. Mua thuốc làm gì, chỉ có bơ. Xài 500 triệu để chạy đi. Sắm thuốc làm say đi ạ. Như là có ô tô con thuốc, nhà con này nó không mệt. Có ô tô con này nó không mệt. Ô tô con chạy nhiều không? Ô tô con nó chạy nhiều không? Chưa một nhiều xe đấy. Thế à, đấy. Ba xe to nhá. Ừ, ba xe to đấy cửa. Đấy, ngồi thích nhất ngồi. Vậy là đấy, chứ mấy cường mới ở mẹ ngồi xe máy nữa. Ô tô nó mệt. Đi xe máy nguy hiểm lắm. Nguy hiểm gì? Ôi dồi nhá, đi đến cả Thăng Vân nhá. Đèo mẹ đi từ từ. Lúc đi là thằng cống đèo tao yên tâm không do, mới sợ. Thăng Vân con thằng đâm vào cái đường rất nhanh, nằm trên một thằng cảng luôn. Nằm bờ chết luôn. Gì dặn nhá. Chạy điên tục rồi. Xong lại ở đây. Chết điên tục. Cái đài bóng là có một thằng cái đài. Thế ơi, thằng đâm đấy. Thằng đâm đấy. Thằng đâm đấy. Chuyển đánh thôi. À, đấy. Tại sao mà làm sân bóng chuyển đấy?
quan cho con cháu đi. Quan quá hay quá già. Thương cháu mà đi chợ đi thằng Hương thì ông ta tham quan ông ta già. Bây giờ đổ bô lên thì bỏ về đấy để cho chúng nó lên trời để có người đi đi lại lại với ông với bà. Mà có cần lấy tiền nữa chứ? Không. Nó cho không lấy tiền à? Không. Lúc này còn làm sân bóng cho chúng chơi không lấy tiền phải thu dùm chờ bao nhiêu tiền. Không. Bà con này còn chưa mở cái nhà ngang ở dưới này để con mới xây. Mở ra bán cái gì cho chúng nó nước ngọt. Bán cái gì? Xây để qua bàn ghế ngồi ăn cao kề đấy bà ông nhìn nó thắm. Nó đi cho bà không lấy tiền. Bán ra chúng. Sáng mai. Ừ đi sao không bà? Chương trình của chúng tôi hôm nay sẽ được chính thức bắt đầu. Xin được trân trọng giới thiệu cũng như ban kèn cổ lưu cùng trở lên sân khấu để chuẩn bị cho tiết mục khai mạc. Cái đó cải mày.